Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp của Thảo Đường Hôn. Quý vị đang cần tìm một mẫu nhà mái Thái 3 phòng ngủ, và nếu quý vị đang có dự định xây nhà vừa đẹp, vừa tiện nghi lại còn đáp ứng về cả phong thủy và chi phí, thì xin thưa rằng mẫu nhà mái Thái ngày hôm nay Thảo Đường Hôn giới thiệu đến quý vị sẽ là một sự lựa chọn hợp lý nhất. Và để biết thêm lý do tại sao nhiều gia chủ quan tâm mẫu nhà mái Thái này trong suốt thời gian vừa qua, hãy cùng Thảo Đường Hôn chiêm ngưỡng ngay mẫu nhà mái Thái của gia đình anh Phú ở Long An ngay sau đây. Hiện tại, Thảo Luân Hôm đang có một chương trình ưu đãi siêu hấp dẫn dành cho quý khách hàng thiết kế và xây dựng nhà, giảm 10% khi ký hợp đồng thiết kế, giảm 15% khi ký hợp đồng thiết kế online, miễn phí 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói, chiết khấu từ 3-8% tổng giá trị công trình khi ký hợp đồng thi công trước 3 tháng. Và để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi, quý khách hàng có thể liên hệ với số hotline của Thảo Luân Hôm để được đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình. Thảo Lương Home xin kính chào quý khách. Tự hào luôn là đơn vị tiên phong đi đầu trong lĩnh vực thiết kế thi công trọn gói nhà ở trên toàn quốc, với sứ mệnh mang đến một sự khác biệt, một phong cách riêng trong quá trình kiến tạo từng không gian sống cho khách hàng. Hệ thống chi nhánh trải dài cả nước, Thảo Lương Home luôn hướng đến mục tiêu tạo ra xu thế nhà đẹp, thiết kế mang tầm đẳng cấp quốc tế, thẩm mỹ cao, hợp phong thủy, công năng sử dụng hợp lý và phù hợp với ngân sách của mỗi gia đình. Để được hỗ trợ tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0834 547474, 0919 547474. Thảo Lương Home, kiến tạo không gian, vững xây hạnh phúc. Trở lại với mẫu nhà mái Thái của gia đình anh Phú ở Long An, ngôi nhà với phong cách hiện đại nổi bật qua từng đường nét vuông vức, chắc chắn, bố trí cân xứng tạo nên hình khối tổng thể đẹp mắt. Ngoại thất với 3 tông màu chính là trắng, xanh và nâu được thiết kế dựa trên gu thẩm mỹ thanh lịch của gia chủ. Cách phối màu được tính toán phối hợp tỉ mỉ, tạo nên vẻ đẹp độc đáo cho ngoại thất nhà mái Thái, khiến không ít gia chủ phải trầm trồ thán phục và ngưỡng mộ. Hệ thống cửa của nhà mái Thái được làm bởi cửa kính khung gỗ tự nhiên nhằm mang đến sự thông thoáng dễ chịu cho không gian nhà ở. Đặc biệt, hệ cửa gỗ còn giúp cách nhiệt, cách âm tốt và tăng thêm vẻ đẹp sang trọng cho ngôi nhà. Đặc biệt, nhắc đến kiến trúc mái Thái là phải nhắc ngay đến hệ mái có độ dốc cao bề thế, càng khẳng định thêm sự đẳng cấp của gia chủ. Hệ mái Thái mang nhiều ưu điểm vượt trội, trong đó phải kể đến là khả năng chống nắng nóng và hạn chế ứ động nước mưa hiệu quả. Nhà mái Thái của gia đình anh Phú ở Long An cũng không ngoại lệ. Nhờ vào ưu điểm đó, gia đình anh Phú có thể thoải mái, thư giãn và tận hưởng cuộc sống tươi vui, hạnh phúc mỗi ngày. Không gian ngoại thất đã đẹp rung động lòng người đến thế, vậy còn bố trí công năng sử dụng có đảm bảo phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình không? Để tìm câu trả lời, hãy cùng Thảo Luân Hôn tiếp tục khám phá ngay sau đây. Nhà mái Thái với chiều ngang mặt tiền là 13,5m, chiều sâu là 9m. Các kiến trúc sư đã tỉ mỉ bố trí ngôi nhà với đầy đủ công năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình anh Phú, gồm có một phòng khách, một phòng thờ, 3 phòng ngủ, một bếp ăn và 2 nhà vệ sinh. Không chỉ ngoại thất được thiết kế theo phong cách hiện đại, không gian nội thất cũng đặc biệt được bố trí một cách tinh tế, sang trọng với vật dụng từ gỗ. Phòng khách là nơi đầu tiên chúng ta bắt gặp khi bước vào nhà. Không gian này rộng hơn 25m², được đặt một bàn ghế gỗ tự nhiên cao cấp được gia công tỉ mỉ. Trên tường có trang trí tranh phong thủy theo mệnh của gia chủ nhằm mang lại nhiều phúc lộc, vận may trong cuộc sống và công việc. Tại đây, chúng tôi còn lắp đặt hệ rèm che màu xám giúp tăng tính thẩm mỹ, hạn chế ánh nắng chiếu thẳng vào bên trong nhà và tăng sự riêng tư cho cả gia đình. Tiến sâu vào trong là phòng thờ được bố trí ngăn cách với phòng khách bởi hệ lam gỗ. Không gian phòng thờ được thiết kế đảm bảo ánh sáng và thông thoáng với 2 cửa kính sát bên cạnh. Bàn thờ sử dụng vật liệu gỗ được thiết kế họa tiết tinh tế, tối giản cùng hệ thống đèn âm tường và đèn chùm khiến không gian trở nên trang nghiêm hơn. Bên phải phòng khách là phòng bếp ăn được thiết kế rộng rãi, đảm bảo sự thông thoáng và thuận tiện khi đi lại nấu nướng cho gia đình. Nội thất bếp chữ L gọn gàng cùng tủ bếp cao sát trần được sử dụng đồng nhất nội thất bằng gỗ, giúp không gian nội thất bên trong sạch sẽ và sang trọng hơn. Không gian còn lại là 3 phòng ngủ với 2 phòng có đồng diện tích là 15m² và một phòng gần 18m². Trong mỗi phòng ngủ đều có bố trí đầy đủ nội thất hiện đại có tông màu sáng, tạo không gian thư giãn nhẹ nhàng, nghỉ ngơi, hồi phục năng lượng sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng. Phòng vệ sinh chung được bố trí khoa học, hợp lý, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của gia đình. Sàn nhà vệ sinh được ốp gạch chống trượt, tường ốp đá màu sáng cao cấp giúp cho không gian càng thêm thông thoáng, dễ chịu hơn. Tại đây, chúng tôi còn bố trí đầy đủ vật dụng nội thất cần thiết, cùng cách bố trí tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và tiện nghi cho mọi thành viên trong gia đình. Trên đây là những thông tin về mẫu nhà mái Thái của gia đình anh Phú ở Long An do Thảo Lương Hôn thiết kế và thi công trọn gói. Mẫu nhà mái Thái này được đánh giá là mẫu nhà đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nhà đẹp hiện nay. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà này hay có bất kỳ mẫu nhà đẹp nào trong bộ sưu tập nhà đẹp của Thảo Lương Hôn, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0834 547474, 0919 547474 hoặc 0374 335566, đều được đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm của Thảo Lương Hôn liên hệ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn nút subscribe
kênh Thảo Lương Home để theo dõi và cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video kế tiếp.